cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện của kênh VTC9 ngày hôm nay. Thưa anh, mặc dù là một nhà báo nhưng mà có lẽ là mọi người thì sẽ biết đến anh nhiều hơn với vai trò là một Facebooker. Vậy thì tôi tò mò không biết là một ngày anh dành thời gian bao nhiêu cho mạng xã hội? Thật ra nếu mà nói về cái thời gian mà sử dụng mạng xã hội thì tôi chưa đo đếm, nhưng tôi biết là nó rất là nhiều. Tôi nghĩ nó khoảng 6 đến 8 tiếng thì đó, tức là với cái tần suất sử dụng hàng ngày, bởi vì nó đặc thù về công nghiệp, nó tôi phải kiểm soát và đón nhận thông tin và để xem những cái trào lưu và những cái xu hướng về những cái thảo luận trong ngày, nó phục vụ cho công việc. Thông thường thì những status của anh thì thường thu được hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn lượt like hay là lượt bình luận chia sẻ. Vậy thì không biết là anh đã gặp phải những cái trường hợp phiền toái hay là những cái vấn đề gì trong cái quá trình dùng mạng xã hội của mình chưa? Tôi đã gặp một vài tai nạn, chính xác là hai tai nạn ở trên mạng xã hội. Tức là có thể dùng tai nạn trong ngoặc kép, tức là nó có những cái luồng thông tin trái chiều hoặc là không đồng thuận với mình. Ví dụ có những cái bài của tôi có cái lượng view rất là lớn, ví dụ tôi share lại một cái bài viết của tôi trên báo, nó có đạt đến hơn 1 triệu view sau 24 giờ. Nó thành một cái đó gọi là chúng ta gọi là nóng ấy, thế nhưng mà sau đó thì cũng có những cái luồng thông tin họ phản bác hoặc là họ không đồng lòng, và nói chung là tôi không hài lòng và tôi không cảm thấy vui ở trong cái cách họ phản biện trên mạng xã hội, đó là dùng những cái ngôn ngữ miệt thị hoặc là gọi là đánh dưới thắt lưng ấy. Mạng xã hội thì có sức lan tỏa rất là rộng, nhưng mà cũng chính vì thế mà việc kiểm soát thông tin rất là khó. Vậy thì anh có cái chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội như thế nào để có thể sàng lọc thông tin hay không? Bởi vì bản thân tôi là một người học về công nghệ thông tin, tôi rất hiểu các cái thuật toán và hiểu khá tường tận với cách mà lấy mạng xã hội nó đang can thiệp vào đời tư cũng như lấy về thông tin cá nhân của mỗi người. Ví dụ tôi rất là hạn chế chia sẻ những cái thông tin về gia đình chẳng hạn, chia sẻ những cái địa danh tôi đang đi, để tôi không muốn nó học được cái thói quen để nó mạng xã hội nó có thể can thiệp vào cuộc sống của mình. Về kiểm duyệt thông tin và tự lọc thông tin thì tôi đọc từ rất nhiều nguồn. Ví dụ ở những cái tin mà nghe nó giật gân hoặc là nó có gì phi lý thì tôi tự trong cái phân tích về logic của mỗi con người, cái đấy là kỹ năng cá nhân của mỗi người để phân tích ra thôi. Hoặc là tôi sẽ phải check ở những cái nguồn thông tin khác mà tôi tin là nó là một nguồn gọi là có thể để kiểm chứng lại một lần nữa. Trước việc Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự định cho ra một bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì anh nghĩ sao về điều này ạ? Theo anh thì liệu bộ quy tắc ứng xử này có khả thi không ạ? Tình trạng mạng xã hội của Việt Nam nói chung bây giờ nó đang rất là ngột ngạt. Ở trên đó nó là miệt thị, nó là những cái tin quá rất là tệ về đánh ghen hoặc là những tin đồn. Tất cả mọi người đều ẩn danh sau một cái tài khoản và nó rất dễ dàng tấn công, hùa theo một cái đám đông để làm những cái điều mà không đúng với cả cái bản tính của họ. Cái việc mà khi Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đấy là một việc cần thiết. Ít nhất là chúng ta có cái khởi đầu, còn hơn là mãi mãi im lặng và không bao giờ có một cái sự khởi đầu cả. Còn cái việc mà mọi người đón nhận nó như thế nào, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ là cái tính khả thi của bộ quy tắc ứng xử nó rất là khó, bởi vì về cái nền tảng về quản lý công nghệ thông tin của chúng ta bây giờ cái sự nắm bắt nó rất là mỏng. Chúng ta không có sự can thiệp thực sự vào Facebook hay Google, hoặc là có những cái yêu cầu để họ có thể đưa ra về một cái tài khoản địa chỉ IP hoặc là để định danh một ai đó. Cho nên cái việc đấy là đưa ra thì tất nhiên là vẫn đưa ra, giống như cái việc mà chúng ta phải về nhà nên chào cha chào mẹ hay chào ông bà, đấy là một cái biểu hiện lễ phép từ cái bộ quy tắc ứng xử như thế. Tức là nó là một cái thước kẻ để chúng ta có một cái để ướm vào đấy, còn việc ướm vào cái tiêu chuẩn hay không, đấy là việc của mỗi người cơ mà. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh ngày hôm nay.